Chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cách pha trà oải hồng. Và những nguyên liệu chúng ta cần có là trà ô long. Các bạn sử dụng thương hiệu nào cũng được nha. Và siro ổi. Rồi, ngoài ra còn có cam vàng để mình decor nè, và ba lát oải hồng và rau bạc hà để mình trang trí nha. Ngoài ra còn có đường nước. Và các bạn sẽ lấy 3g trà ô long, mình sẽ ủ với 150ml nước sôi. Và chúng ta sẽ ủ trong vòng 5 phút nha. Rồi sau 5 phút mình đã ủ trà xong rồi, thì bây giờ mình sẽ lọc cái xác trà ra mình bỏ nha. Đó, các bạn cứ lọc thẳng vào bình lắc luôn, mình sẽ bỏ xác trà đi ha. Rồi khi mà trà mình vừa lọc xong rồi thì các bạn sẽ cho đá vào. Các bạn có thể để nguội hoặc là mình cho đá trực tiếp vào luôn cũng được. Đó, để khi mình cho siro vào á không bị kết tủa nha các bạn. Rồi các bạn có thể cho vào đây một lát tắc. Đó, nếu mình thích trà có vị chua và thơm hơn ha. Còn không thích vị chua thì mình có thể không cho cũng không sao hết nha. Đường nước thì chúng ta sẽ sử dụng khoảng từ 20 đến 30ml. Nó tùy theo khẩu vị của các bạn nha. Các bạn cứ điều chỉnh cho phù hợp ha. Siro thì cũng khoảng 20ml. Siro ổi thì các bạn sử dụng của thương hiệu nào cũng được. Mình mua được cái loại nào thì mình dùng loại đó nha. Các bạn cho tất cả vào bình lắc và mình sẽ lắc đều lên. Với công thức này thì mình sẽ áp dụng cho ly 500ml nha. Các bạn xem kênh, yêu thích kênh của mình nhớ bấm like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Các bạn nhớ ấn vào cái chuông bên dưới để nhận thông báo khi mình đăng video mới nhất nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cho ra ly nè. Các bạn thấy màu trà hồng hồng nhẹ nhạt nha. Mình sẽ decor một lát cam ở giữa ly. Rồi, ổi hồng thì mình cắt lát hoặc là cắt hạt lựu cũng được các bạn. Đó, cắt hạt lựu cũng được nha, mình để lên trên đó. Nó sẽ giúp cho món trà của mình thơm và hấp dẫn hơn. Rồi mình sẽ cho một nhánh rau bạc hà lên trên luôn. Rồi chúc các bạn làm thành công với công thức trà oải hồng của mình nha. Các bạn có gì không rõ mình cứ comment bên dưới, mình sẽ giải đáp các bạn sớm nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.